các bạn ơi, hôm nay Helen đi xem nhà, khu này hơi xa chút xíu nha. Giá bắt đầu 474 nhưng Helen cũng mới hỏi rồi. Vì bây giờ thị trường đang chậm, mua nhà rất là đã luôn. Vừa được lựa chọn và được giảm giá và được mua chấm xuống nữa. Để Helen sẽ nói thêm chi tiết trong giây lát nha. Nhà này mới vừa xây xong luôn và thuộc dạng thành phố UK bà của hãng Century nha các bạn. Và bây giờ các bạn cùng Helen xem nhà mẫu và thêm những chi tiết chút nữa Helen sẽ bỏ vô trong video. Nhà này 474.000 nè các bạn. Design cũng đẹp, floor thì wood luôn sẵn nha, trên lầu thì thảm. Chút nữa mình đi qua mình xem thử nha. Có tiền hoa nha các bạn, tiền hoa là 212 đồng. Thì nó có cái cổng. Nhưng buồn cái là mình tiền thuế đất thì rẻ nhưng mà mình phải trả tiền Melrose của nhà mới 3.400 một năm. Chạy ra là 300 tháng Melrose. Giống như những nhà khác thì dưới cái lầu, cái cầu thang thì các bạn thấy nó có cái hộp, cái chỗ để mình để đồ. Chạy đó. Có solar luôn, solar 19.000. Nhà rất là đơn giản nhưng mà giá cả thì hợp lý hợp lợi. Có sân vườn nhỏ nhỏ thôi. Giờ Helen đi qua bên bếp cho các bạn xem. Mua nhà sẽ có luôn tủ lạnh nè. No, không có tủ lạnh lộn. Cái bếp với lại cái máy rửa chén. Đó, các bạn coi nè. Cái sân nhỏ lắm nha các bạn. Đó, cái này nhà house nhưng mà đất ít. Nhỏ nhỏ như vậy thôi. Đó. Không có được bự lắm. Thích cái đèn nha các bạn. Cái đèn rất là đẹp. Nhưng mà nhà mua thì không có vô chung cái đèn. Cái này chỉ là nhà mẫu thôi. Tủ lạnh không có cho nha. Tủ lạnh là tự đem đến mua tới. Cho được cái này với cái này thôi nè. Đó. Bếp nhỏ nhỏ. Đây là 474.900. Rồi đang có nhà sẵn 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi. Giờ hình như mới nãy là nửa cái bồn tắm mình mới vừa bước vào đó. Đây nè, ngay đây nửa cái bồn tắm nè. Đó dưới lầu để cho khách rồi dùng. Giờ nên đi lên lầu nha các bạn. Nếu mà khu này các bạn cho mướn thì ok. Nhưng mà Helen nghĩ là giống như là Airbnb thì thấy nó hơi xa. Ngồi đường lớn với lại có HOA á. Cho nên nhiều khi làm Airbnb nó hơi khó khăn. Đây cái bồn tắm thứ nhì dùng cho hai cái phòng, sau 3 phòng trên lầu luôn. Gạch đều cũng đơn giản thôi nhưng mà nhìn cũng đẹp. Đi qua từng cái phòng thì nó có thêm một cái chỗ để mình ngồi relax làm giống như phòng khách. Thì Helen thích cái dạng xây kiểu này nè. Mới nãy đi coi cái kia lại không thích lắm nè ta. Các bạn có nhiều chỗ lắm để mà chơi á. Đây nữa nè. Đó. Đó. Đây mình có thể ngồi relax nơi không gian riêng. Để thêm cái phòng. Không biết mình đóng cái vách lại làm thành cái phòng ở đây được không ta. Dễ thương hả? Ai yêu thú nè, đó. Rồi, đi qua bên này. Đó, nó có luôn cái công viên. Nó có luôn cái công viên nhỏ xíu vậy đó mà nó tính tiền HOA 200 mấy. Tủ quần áo này đẹp nha các bạn. Đó, xây giống gì Helen thích nè. Đó, cái tủ quần áo mình bỏ đồ vô thấy đẹp không? Đó, sang. Đi qua cái phòng kia xem thử như thế nào nha. Nói chung ở đây thì cái design của cái nhà Helen thích cái kiểu xây nhà giống như vậy. Vô nó thoáng và thoải mái lắm. Cái design của những cái floor plan của nó đẹp. Cái đèn cũng dễ thương. Cái tủ quần áo này thì thường thôi. Nhưng mà nói chung nó làm cho mình thấy nhiều dương khí đó các bạn. Đẹp. Rồi đây là mẫu nhà 474.000. Hiện tại đang có nhiều good deal nha.
Các bạn ơi, đây là sơ bộ trước của khu này. Vì mới thành lập, mới xây xong, họ rất là muốn bán cho nhanh, cho nên tiền lời họ sẽ mua chấm xuống cho các bạn. Các bạn không cần phải lo, và đặc biệt là nhà có sẵn, mình có thể lựa luôn. Đây là mẫu đầu tiên của khu này. Đấy là hết cái mẫu 400 ngàn rồi nha các bạn. Các bạn hãy đợi và đón xem mẫu 500 ngàn của trong khu này. Và Helen sẽ nói theo nhiều chi tiết như thế nào và hiện tại tại sao phải là đúng thời điểm Helen lại chọn mua nhà. Ok, có gì hẹn các bạn trong video kế tiếp.